từ bỏ tất cả các cuộc chơi, bắt đầu bật chế độ kiếm tiền. Buổi chiều ngày hôm nay là thứ 6 ngày 18 tháng 10, thì bên xưởng em lại tiếp tục lên sóng một đôi Simpson S51. Hai chiếc xe này thì được bên xưởng em dọn lại cho một anh khách đến từ mảnh đất thân yêu Nhãn Lồng, Hưng Yên. Thì hôm nay bên xưởng em đã xong xuôi và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của em nó trong ngày mai ngày kia gì đấy. Thì nói chung là khách bên nhà em sắp xếp thời gian qua lấy, giờ nào thì em sẽ bàn giao cho khách ngày đấy. Thì anh em có nhu cầu đặt xe lên xe thì xin liên hệ với xưởng em qua số điện thoại 0353 252 351. Thì đây là hai chiếc xe thì được bên xưởng em dọn lại cho khách nên bên xưởng em không chào bán anh em nhé. Em sẽ đi chi tiết một vòng hai chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo. Thì tất cả các xe bên xưởng em dọn mới đều từ A đến Z. Các bác có nhu cầu thì cứ kết nối Zalo 0353 252 351 với em để biết thêm chi tiết. Đấy, em sẽ đi một vòng qua 1-2 phút cho anh em cùng tham khảo. Đồng hồ các thứ là toàn đồng hồ MZA nhập Đức. Tất cả phần xi nhan, điện đóm đã lên điện bình IC-JAMHA rồi anh em nhé. Đây đây, tay xanh mới toàn bộ này. Đấy, các chi tiết đều làm full mới từ A đến Z cho các bác. Đấy, hai chiếc xe này là của một anh khách nhé. Chủ xe là một khách nhé. Đấy. Thì xe lên điện bình IC rồi. Khóa zin, khóa cổ cốp các thứ đầy đủ nha các bác nhé. Chìa khóa zin, đây là chiếc xanh lá mạ này. Đấy. Còn kia là chiếc xanh đu đủ, S51 xanh đu đủ đấy. Tất cả đồ đoàn các thứ đều là dọn lại cho khách và tận dụng một số đồ và thay mới. Đấy, chi tiết hai chiếc xe này. Đấy, từ A đến Z, đây là một chiếc, hai chiếc xe cũ thì khách mang đến xưởng em thì là rất là xấu nhá. Thì bên xưởng em đã dọn lại toàn bộ cho khách rồi. Xe lên điện bình rồi thì anh em nhẹ chân nổ thôi. Đấy, không phải đạp phát thứ hai đâu. Nhẹ phát là nổ, vì cái dòng S51 này của nó rất là dễ nổ nhá. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với em. Đây này, nhẹ phát nổ ngay, nhẹ chân một cái, hai cái là đều đổ luôn nhá. Đấy, máy móc thì được êm, làm êm dép rồi nhá. Cô biết mọi thứ là làm full từ A đến Z rồi. Đấy, mỗi tiếng máy nó có một cái khác biệt khác nhau nhá anh em nhá. Đấy, anh em này, xanh đổ này. Đây em sẽ nghe tiếng máy của chiếc này nhá các bác nhá. Bác nghe này, máy móc êm hút thít này. Thấy chưa? Êm như ngủ chưa? Đấy. Nghe tiếng bô này. Đấy. Đấy là chiếc này nhá. Nghe bô phê chưa? Đấy, anh em nghe tiếng bô phê chưa? Đấy là chiếc xanh lá mạ nhá, còn chiếc xanh đu đủ này. Anh em nghe tiếng bô cực phê luôn nhá. Em chưa bật khóa này, bật khóa lên nhá. Nhà phát nổ ngay nhá. Đấy, hai chiếc nhá. Ba nhá. Nghe chưa? Vâng. Thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của xưởng trong thời gian qua. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em trong một video của xưởng. Xin chào, hẹn gặp lại.